như là cái mức độ ảnh hưởng thì đa dạng hóa đồng tâm có vẻ như là mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng có một cái nhược điểm của đa dạng hóa đồng tâm mà các doanh nghiệp không hào hứng lắm, đó là gì ạ? Đó là cái mức độ về đa dạng hóa và trong hoạt động đầu tư là nó bị hạn hẹp hơn. Nhiều ngành nghề mới ở lĩnh vực hoàn toàn khác có thể có những cơ hội tốt hơn, cũng như là cái khả năng về phân hóa rủi ro nó cao hơn. Cho nên là nếu chúng ta nghiên cứu trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy là phần lớn các doanh nghiệp lại đi theo cái mô hình đa dạng hóa đi tâm. Đó là một thực tế. Và cái phần này thì các nhóm cũng sẽ làm bài tập bằng cái việc là chúng ta sẽ tìm kiếm các cái mô hình về đa dạng hóa đồng tâm và đa dạng hóa ly tâm, và cái mô tả về nó để chúng ta nắm nắm rõ hơn. Vậy chúng ta sẽ thấy là đa dạng hóa đồng tâm thì về mặt nguyên tắc nó cũng sẽ là đầu tư vào những cái ngành nghề và lĩnh vực mới, những cái ngành nghề mà trước đó chúng ta chưa làm. Tuy nhiên cái đa dạng hóa thì người ta hướng đến cái việc là tận dụng cơ hội kinh doanh đến mở rộng cơ hội, mở rộng cái hoạt động đầu tư, rồi đa dạng hóa về rủi ro. Thì xét trong những cái vấn đề như vậy thì hai cái vấn đề được người ta ưu tiên nhiều hơn, đó là một là đa dạng hóa rủi ro, hai là tận dụng các cơ hội kinh doanh. Và xét trên cái phương diện như vậy thì cái đa dạng hóa đồng tâm sẽ kém lợi thế hơn so với đa dạng hóa ly tâm. Tuy nhiên mặc dù nó có nhiều lợi thế như thế, nhưng mà đa dạng hóa thì trên thực tế là một trong những cái hoạt động rất là rủi ro đấy. Nó có thể mang lại chúng ta nhiều cơ hội, nhưng nó cũng làm cho chúng ta có thể gặp phải rất nhiều các cái rủi ro. Vậy thì ưu điểm mà các cái hoạt động đa dạng hóa có thể đạt được, chúng ta có thể nhìn thấy trên bảng đấy ạ. Đó là tận dụng cái điều kiện kinh doanh mới. Ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai trước đây chỉ làm gạch gỗ thôi, nhưng sau này nhận thấy cơ hội từ bất động sản, họ đầu tư vào bất động sản, nhìn thấy cơ hội trong thủy điện, họ đầu tư vào thủy điện, trong nông nghiệp, họ đầu tư vào nông nghiệp. Hay là như Vingroup sau rất nhiều thành công ở bất động sản thì họ đầu tư ra nhiều ngành nghề khác, và đặc biệt là một cái ngành nghề họ đang tập trung đầu tư đó là công nghệ, với hai cái sản phẩm chủ lực là ô tô cùng với lại điện thoại. Vậy thì rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng là cái việc mà đa dạng hóa ly tâm nó thoát ra khỏi một cái lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy, nó sẽ mang lại cho doanh nghiệp những cái cơ hội tiếp cận đến ngành nghề mới. Còn nó có thành công hay không thì chúng ta sẽ tính sau, đúng không ạ? Vâng. Thứ hai là nó cũng giảm rủi ro, bởi vì các ngành khác nhau thì đôi khi nó lại gần như là trái ngược. Bởi vậy cho nên là cái nguyên tắc là trứng không để đào giỏ chính là cái xu hướng để người ta đầu tư vào đa dạng hóa. Và thứ ba là cái tăng quy mô trên thị trường, bởi vì mỗi một cái ngành nghề thì nó sẽ có những cái giới hạn nhất định của nó, cho nên là thêm một cái ngành nghề mới có nghĩa là chúng ta có thể xâm chiếm được một phần nào đó thị phần, và nó làm cho cái hoạt động đầu tư nó trở nên đa dạng, và đặc biệt là nó có thể tăng được cái quy mô. Ta lấy ví dụ như một cái trường đang nhỏ mà chúng ta mở một cái nhà hàng quá lớn thì sẽ thất bại. Bởi vậy cho nên với quy mô mà cái một nhà hàng như vậy, chúng ta sẽ mở một quy mô nhà hàng nhỏ hơn, nhưng mà chúng ta đầu tư vào một cái ngành khác thì có thể là có sẽ tiện lợi hơn. Thì đó là những cái ưu điểm, và người ta đầu tư vào đa dạng hóa là chủ yếu là người ta nhìn vào các ưu điểm này để đầu tư. Tuy nhiên thì đa dạng hóa nó có một cái mặt trái rất là nguy hiểm mà chúng ta có thể nhìn thấy ở cái phần sau đây. Đa dạng hóa có thể gặp phải rất nhiều các rủi ro. Rủi ro thứ nhất là càng nhiều ngành nghề, càng nhiều lĩnh vực thì hoạt động quản lý kinh doanh nó càng khó khăn hơn. Cứ mỗi một ngành nghề mới thì chúng ta sẽ phải đối chọi với lại rất nhiều các cái đối thủ trên thị trường. Chúng ta cũng phải tìm kiếm và am hiểu về công nghệ, về kỹ thuật, về cái cách thức kinh doanh, và như vậy nó sẽ làm cho cái hoạt động vô cùng phức tạp, và cái việc đối mặt với lại cả cái đối thủ, và thậm chí là có những đối thủ rất lớn là những cái nguy hiểm. Và càng đầu tư đa dạng bao nhiêu thì nó sẽ làm cho cái việc phân tán nguồn lực của chúng ta được bấy nhiêu, nguồn lực về đầu tư, nguồn lực về cái khả năng tập trung nghiên cứu và hoạch định các cái công việc.
Và càng phân tán bao nhiêu thì cái nguồn lực của chúng ta sẽ càng yếu đi. Và nó yếu đi không chỉ là gì ạ, không chỉ là về cái nguồn lực mà còn suy giảm cả về hình ảnh nữa. À, cũng giống như là nói ví dụ như là một người mà việc gì cũng biết thì người đó sẽ không chuyên sâu được, và cái khả năng mà cạnh tranh trong các cái lĩnh vực cao cấp là sẽ bị ảnh hưởng. À, trong tất cả những vấn đề như vậy thì vấn đề nguy hiểm nhất của vấn đề đa dạng hóa trong kinh doanh đó là chúng ta có thể gặp phải những cái khó khăn khi phát triển ra những ngành nghề mới, và thậm chí cái sự phát triển ra những ngành nghề mới gặp những khó khăn đôi khi là những bước sa sẩy, và những bước sa sẩy đó nó có thể làm cho cả hệ thống của chúng ta bị sụp đổ. À, lấy ví dụ về vấn đề này, chúng ta có thể nêu một cái trường hợp điển hình như sau. Nếu quý vị đọc các tài liệu thì quý vị sẽ thấy là vào những năm 90 của thế kỷ trước, ở Việt Nam trong ngành lĩnh vực may mặc có một cái doanh nghiệp rất là nổi tiếng, đó là doanh nghiệp Minh Phụng. Và người đứng đầu là Tăng Minh Phụng, ông chủ doanh nghiệp này. Thậm chí đã nhiều lần được tạp chí Asian Week đã đưa tin như là một điển hình về doanh nhân tiêu biểu của châu Á. Nhưng đến năm 1995 gì đó thì Minh Phụng rơi vào một cái tình trạng rất là nguy hiểm, đó là không có khả năng trả nợ, vỡ nợ. Mà cái vỡ nợ của Minh Phụng là do gì ạ? Từ hoạt động đầu tư may mặc rất là nổi tiếng, thì ông ta tham gia vào hai lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là xuất nhập khẩu và đặc biệt là đầu tư bất động sản. Tham gia đầu tư bất động sản vào những năm 91, 92, 93. Nhưng mà sau đó thì thị trường bị đóng băng, với cái nguồn lực rất là lớn bỏ trong bất động sản thì không có khả năng để trả nợ, bán không được, tiền không có, và vi phạm vào những vấn đề liên quan đến quản lý kinh doanh, cho nên là ông ta bị bắt. Và Tăng Minh Phụng là doanh nghiệp duy nhất, là chủ doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam phạm vào tội phạm về kinh tế và bị án tử hình. Người ta nói rằng là nếu ông Minh Phụng nếu không tham gia vào cái lĩnh vực đó thì ông có thể trở thành một cái doanh nhân rất là nổi tiếng trong lĩnh vực may mặc và sẽ là một nhà tư bản lớn. Tuy nhiên chỉ vì cái mức hấp dẫn trong cái bất động sản làm cho ông bị sa sẩy và dẫn đến là bị mất cả tính mạng đấy. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là khi đa dạng hóa hay là đầu tư ra những cái lĩnh vực ngành nghề khác, mặc dù có rất nhiều người thành công nhưng cũng có rất nhiều người bị thất bại. Và cái cơ bản nguy hiểm nhất là đôi khi chúng ta gia nhập vào cái ngành ở cái thời đoạn mà cái điều kiện phát triển kinh doanh của ngành đó nó đã ở đỉnh điểm hay gọi là ở đỉnh, thì sau đó là một cuộc suy thoái, nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta bị sụp đổ. Mà Tăng Minh Phụng là một trong những doanh nhân điển hình cho cái vấn đề đa dạng hóa bị ảnh hưởng. Ở thời hiện đại này chúng ta cũng thấy là rất nhiều doanh nghiệp khi tham gia đầu tư mở rộng hoạt động ra nhiều lĩnh vực khác thì cũng bị gặp phải những trở ngại trong cái vấn đề đa dạng hóa bị thất bại. Lấy ví dụ như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chẳng hạn, trong giai đoạn những năm 2010 thì đang phát triển rất mạnh trong cái vấn đề là phát triển đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sinh học đấy, từ sản xuất và kinh doanh về dầu nhớt và dầu hỏa, về khai thác dầu thì họ đầu tư rất nhiều vào cái lĩnh vực gọi là năng lượng mới, là năng lượng sinh học. Trong đó thì đầu tư 3-4 nhà máy ethanol ở Yên Bái, ở Quảng Ngãi và ở Bình Phước, và cả ba cái hoạt động đầu tư này lên đến hàng ngàn tỷ đồng đều thất bại. Lý do là gì? Lý do là cái ngành năng lượng mới vào cái thời điểm đó nó không đạt yêu cầu. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là mang lại một cái khối nợ khổng lồ và rất nhiều cán bộ đã bị ảnh hưởng vào trong cái lĩnh vực đó, trong cái hệ quả của cái lĩnh vực đầu tư đó. Nói như thế để chúng ta thấy rằng là hoạt động đa dạng hóa đa dạng hóa
có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều các cơ hội, nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều các cạm bẫy, và nếu chúng ta mà không tỉnh táo thì chúng ta có thể rơi vào những cái vấn đề rất là nguy hiểm. Vậy thì đối với vấn đề đa dạng hóa, chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì? Để thực hiện chiến lược đa dạng hóa thì chúng ta cần phải lưu ý một số nội dung như sau. Những vấn đề này các bạn phải lưu ý. Thứ nhất là muốn đa dạng hóa thì bản thân của các doanh nghiệp sẽ phải có được cái năng lực về quản lý và đầu tư phù hợp. Có nghĩa là chúng ta có khả năng về đầu tư và chúng ta có khả năng về quản lý. Khi mở rộng thì chúng ta mới tham gia vào cái hoạt động đa dạng hóa. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta phải lưu ý khi đa dạng hóa đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải đánh giá những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực mà chúng ta tham gia. Chúng ta phải xác định được một cái lợi thế kinh doanh nào đó của chúng ta nổi trội thì chúng ta mới tham gia vào. Còn nếu chúng ta đầu tư theo phong trào, thấy người ta làm được thì mình cũng làm, thì rất có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cái yếu tố thứ ba là chúng ta sẽ phải rút ra bài học kinh nghiệm là nếu đầu tư, mong muốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh, để phát triển kinh doanh, nhưng mọi việc không phải hoàn toàn tốt, nó vẫn có thể có những mặt xấu. Nếu giả sử những hoạt động đầu tư của chúng ta thất bại, hoặc là gì ạ, hoặc là nói chính xác là chúng ta không có khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực mới, thì chúng ta phải nhanh chóng rút lui ra khỏi thị trường, chấp nhận là đầu tư thất bại để chúng ta đầu tư vào những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế. Nói như vậy là bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có những quyết định thành công, quyết định chính xác. Vấn đề là chúng ta nhận thức ra tham gia ngành nghề mới nhưng mà không có lợi thế, hoặc là chúng ta không có đủ các điều kiện như vậy, thì chúng ta cần phải rút lui. Đây là cái tình trạng mà chúng ta gọi là méo mó có ăn không. Thà rằng là chúng ta mất đi một ít còn hơn là mất đi nhiều hơn. Cái tình trạng này thì đã có rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam đã rút ra bài học đó. Ví dụ như là tập đoàn kinh tế rất là mạnh của chúng ta là tập đoàn Vinamilk chẳng hạn. Tổng công ty sữa Việt Nam là Vinamilk. Năm 2009 thì họ có một cái số tiền rất lớn, và trong cái phong trào về đầu tư thị chứng khoán như vậy thì Vinamilk họ cũng tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính. Nhưng mà chỉ đến năm 2010 khi mà tổng kết lại, người ta thấy là không có khả năng trong lĩnh vực đó thì người ta rút lui ra khỏi lĩnh vực về đầu tư tài chính, đầu tư cổ phiếu đấy. Mặc dù là họ cũng bị lỗ hàng chục tỷ. Một cái công ty thứ hai, cái tập đoàn thứ hai là tập đoàn về rượu bia, tổng công ty giải khát rượu bia Sài Gòn đấy. Năm 2008 họ cổ phần hóa, sau đó thì họ có một khối lượng thặng dư lên đến gần cả ngàn tỷ, và họ quyết định trích ra là 200 tỷ để tham gia được lĩnh vực đầu tư chứng khoán năm 2009. Nhưng mà tổng kết năm 2010 thì trong 200 tỷ đầu tư thì họ đã bị mất đi là 80 tỷ. Và tại đại hội năm 2010 thì tổng công ty rượu bia giải khát Sài Gòn ấy đã quyết định là phải rút lui khỏi lĩnh vực đầu tư chứng khoán và giao cho cái bộ phận về đầu tư tài chính là nhanh chóng thanh lý và rút khỏi thị trường. Và sau đó thì họ bán toàn bộ cái tài sản của mình trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán để tập trung đầu tư vào lĩnh vực rượu bia mà thôi. Đấy là hai cái ví dụ để chúng ta nói là cái việc đầu tư mà có thể bị sa sẩy thì người ta nhanh chóng rút ra. Một cái ví dụ thứ ba về vấn đề này đó là tập đoàn Trung Nguyên chẳng hạn. Tập đoàn Trung Nguyên là một tập đoàn về kinh doanh về chế biến cà phê, nhưng mà giai đoạn thăng hoa của họ những năm 2018-2009 cho đến 2014 thì họ phát triển ra rất nhiều lĩnh vực như là phân phối bán lẻ đấy, rồi đầu tư về lĩnh vực giải trí, dịch vụ như là mở quán cà phê thì không nói, nhưng mà mở quán trà đạo, phát triển ra ngành trà đấy. Tuy nhiên cả cái vấn đề là phát triển ra hệ thống phân phối cho đến là sang cái ngành trà thì Trung Nguyên không có khả năng để phát triển.
Và bởi vậy cho nên là sau một thời gian thì họ rút khỏi hai cái lĩnh vực này và tập trung còn lại vào cái vấn đề là chế biến cà phê mà thôi và phát triển kinh doanh cà phê mà thôi. Thì đó là những cái ưu nhược điểm và những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý khi phát triển sang cái chiến lược về đa dạng hóa. Mặc dù có những cái bất lợi như vậy nhưng mà thì cái xu hướng đa dạng hóa vẫn là một cái xu hướng rất là nổi trội trên thị trường, và các doanh nghiệp trong một quá trình phát triển kinh doanh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên thị trường thì đều có xu hướng là phát triển sang hướng là đa dạng hóa. Và đối với cái phần đa dạng hóa thì các nhóm cũng sẽ làm một cái bài tập trong cái việc là tìm kiếm các cái dữ liệu phân tích hai cái mô hình là đa dạng hóa đồng tâm và đa dạng hóa ly tâm, bằng cái việc là chúng ta sẽ giới thiệu một cái công ty phát triển theo mô hình đó, cái quá trình phát triển của họ và cái những cái thành tựu họ đạt được, những cái thất bại mà họ gặp phải. Đó là cái nhóm chiến lược thứ ba mà sáng hôm nay thầy giới thiệu với các bạn. Về chiến lược đa dạng hóa, có bạn nào đặt câu hỏi gì không ạ? Alo? Alo, có câu hỏi nào về chiến lược đa dạng hóa không ạ? Không, nếu không có ý kiến gì nữa thì thầy sẽ giới thiệu sang nhóm chiến lược thứ tư trong đa dạng hóa, trong các cái nhóm chiến lược tiêu biểu. Chiến lược thứ tư mà giới thiệu với các bạn đó là chiến lược về hướng ngoại, hay còn gọi là chiến lược liên minh hợp tác. Bản chất của chiến lược này là doanh nghiệp sẽ phát triển ra những ngành nghề, lĩnh vực hoặc là phát triển đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình bằng việc là liên kết, tìm kiếm sử dụng nguồn lực từ các đối tác để phát triển. Và chiến lược về hướng ngoại thì có rất nhiều các cái hình thức khác nhau, chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu, nhưng bản chất đó là doanh nghiệp phát triển thì sẽ dựa vào các cái nguồn lực từ bên ngoài, hay còn gọi là nguồn lực từ đối tác. Cái chiến lược này nó giống như kiểu ông bà ta xưa từng nói là ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân ấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm các cái đối tác để phát triển các hoạt động của mình. Về chiến lược liên minh hợp tác thì chúng ta có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là chiến lược về liên minh hợp tác, và nhóm thứ hai là nhóm về hợp nhất. Chiến lược về liên minh hợp tác đó là gì? Là doanh nghiệp sẽ tìm kiếm các cái đối tác để tạo thành các cái liên doanh, các cái hoạt động sản xuất chung, sử dụng nguồn lực của các cái đối tác để phát triển các cái hoạt động của mình. Việc liên minh hợp tác này có thể là đối với kết hợp với các doanh nghiệp có lợi thế nào đó, họ có thể là mạnh hơn mình hoặc là có thể yếu hơn mình, nhưng cái cơ bản là mỗi bên sẽ có một cái lợi thế nào đó để phát triển trong cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi. Về hình thức chiến lược liên minh hợp tác thì có một số các hình thức như sau. Hình thức thứ nhất là hình thức về liên danh. Liên danh là các doanh nghiệp sẽ bỏ hợp tác với nhau, tạo ra một cái đơn vị kinh doanh mới với những cái tỷ lệ đóng góp nhất định, và quyền lợi cũng như là lợi ích cũng như là quyền lực thì nó phụ thuộc vào cái hợp đồng với những cái điều khoản và cái mức độ đóng góp. Liên danh thì có thể là liên danh trong nước và liên danh với nước ngoài. Trước đây thì chúng ta liên danh chỉ có liên danh với nước ngoài thôi, nhưng mà ngày nay thì liên danh phát triển thì có thể là liên danh với đối tác trong nước và đối tác nước ngoài, hoặc là các đối tác trong nước với nhau. Liên danh như thế nào thì chúng ta sẽ đọc thêm ở trên tài liệu mạng để chúng ta nói rõ hơn. Cái nhóm thứ hai là nhóm về nhượng quyền kinh doanh. Nhượng quyền kinh doanh cũng là một trong những hình thức và liên minh hợp tác đang rất phát triển hiện nay. Bản chất của nhượng quyền kinh doanh đó là các đối tác, các doanh nghiệp mà có cái lợi thế kinh doanh sẽ nhượng lại các cái bí kíp kinh doanh, các cái lợi thế kinh doanh đó, cái mô hình kinh doanh đó cho đối tác, để đối tác phát triển kinh doanh,
sử dụng các thương hiệu và các cái lợi thế kinh doanh của mình để phát triển ra các thị trường mới. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì có rất nhiều các cái mô hình nhượng quyền từ nước ngoài cũng như là từ trong nước. Ở nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam như là các cửa hàng thức ăn nhanh như KFC, như là Jollibee, như là cà phê Starbucks chẳng hạn, vân vân. Đó là các cái mô hình nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam. Ở trong nước chúng ta thì cũng có các mô hình nhượng quyền ở trong nước, thí dụ như là cửa hàng xăng dầu của Petrolimex, hoặc là các cái hệ thống cửa hàng thức ăn như là Bò Ngon Ba Né, Bò Né Ba Ngon, rồi trà sữa, rồi cà phê Cung Nguyên, cà phê Milano, vân vân. Thì đó là các cái mô hình về nhượng quyền kinh doanh đấy. Bản chất của nó là gì? Người ta, cái đối tác mà cái doanh nghiệp mà có lợi thế kinh doanh, người ta sẽ chuyển giao cái mô hình kinh doanh cho các đối tác. Mô hình nhượng quyền kinh doanh người ta còn gọi là nhân bản về mô hình kinh doanh đấy. Có nghĩa là các cái doanh nghiệp mà nhận nhượng quyền kinh doanh thì sẽ sử dụng cái mô hình giống như nguyên bản gốc, từ cái việc pha chế, chế biến cho đến là hình ảnh thương hiệu, cách thức phục vụ, giá cả, vân vân. Thì đó là cái mô hình về nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại hay nhượng quyền kinh doanh thì các bạn sẽ chủ yếu là vào mạng internet để chúng ta đọc, để hiểu về bản chất của nhượng quyền kinh doanh là như thế nào, rồi lợi ích của bên nhận nhượng quyền và bên thực hiện nhượng quyền ra sao. Về lý thuyết chúng ta có thể nói rằng là khi mở rộng nhượng quyền kinh doanh thì các doanh nghiệp nhận đối tác ấy, nhận nhượng quyền kinh doanh sẽ phải bỏ ra một cái phần chi phí ban đầu khá lớn để thực hiện cái mô hình kinh doanh của đối tác, và phải chịu trách nhiệm về vấn đề lời ăn lỗ chịu, ngoài cái việc là phải đóng một cái khoản cho bên thực hiện nhượng quyền thì họ phải vận hành và chịu trách nhiệm lời ăn lỗ chịu. Tuy nhiên cái việc nhận nhượng quyền kinh doanh như vậy nó mang lại cho cái bên nhận nhượng quyền rất nhiều lợi ích, là bởi vì họ có thương hiệu tốt, họ dễ dàng tiếp cận khách hàng, rồi họ được chuyển giao kỹ thuật vân vân các thứ để có thể tiếp cận đến khách hàng và nhanh chóng có thể thành công. Mô hình về nhượng quyền kinh doanh được đánh giá là một cái mô hình mang lại nhiều cơ hội thành công cho những người khởi sự kinh doanh. Còn bên tiến hành nhượng quyền thì mở rộng được thị trường, phát triển được danh tiếng và thu được lợi ích mà không cần phải đầu tư, không phải cần phải chịu trách nhiệm nhiều đối với cái việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó cũng giúp cho doanh nghiệp có thể vượt qua các cái rào cản để thâm nhập qua thị trường. Thí dụ như ở Việt Nam chúng ta trước năm 2016 thì các doanh nghiệp nước ngoài không được tham gia vào thị trường bán lẻ, hay nói cách khác là họ muốn tham gia vào thì họ không được thành lập 100% vốn nước ngoài và họ phải liên doanh với một cái công ty nào đó trong nước. Thí dụ như là Bixi chẳng hạn, Bixi trước đây gia nhập vào thị trường Việt Nam chúng ta là họ phải liên doanh với một cái công ty bán lẻ trong nước, rồi sau đó đến cái thời điểm mà họ được quyền sở hữu thì người ta mới mua lại. Về nhượng quyền kinh doanh hay là còn gọi là nhượng quyền thương mại thì quý vị sẽ tìm đọc tài liệu ở trên mạng để chúng ta hiểu hơn bản chất về nhượng quyền thương mại là cái gì, các cái mô hình của nhượng quyền thương mại và ưu nhược điểm của vấn đề nhượng quyền thương mại. Cái nhóm thứ ba là nhóm về chuyển giao công nghệ, liên minh trong vấn đề chuyển giao công nghệ, tức là người ta sẽ xin phép các cái công ty có những cái công nghệ tốt để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khác với nhượng quyền thương mại thì việc chuyển giao công nghệ nó chỉ ở cái mức là gì ạ? Là tham gia vào các hợp đồng và người ta phải trả một khoản phí, để từ cái khoản phí đó thì chúng ta có thể phát triển được cái sản phẩm của mình và được quyền ghi là phát triển trên cái công nghệ gì, còn thương hiệu thì là do chúng ta quản lý. Hình thức thấp nhất trong vấn đề liên minh hợp tác đó là hợp tác gia công theo các hợp đồng. Với cái hợp tác gia công theo các hợp đồng thì chúng ta sẽ phát triển cái lợi thế của chúng ta trong vấn đề thực thi các công việc. Còn những cái vấn đề khác
thì do đối tác thực hiện. Lấy ví dụ như cái ngành dệt may của Việt Nam chúng ta phần lớn là đang thực hiện các hợp đồng gia công. Lý do là chúng ta không có khả năng xây dựng thương hiệu, chúng ta không có khả năng phát triển thị trường, nhưng chúng ta có khả năng về sản xuất. Vì vậy cho nên là với cái năng lực sản xuất sẵn có thì chúng ta sẽ nhận các hợp đồng gia công để sản xuất các cái sản phẩm theo thương hiệu của nước ngoài. Việc phân phối phát triển sản phẩm là do các đối tác nước ngoài thực hiện, còn chúng ta thì chỉ thực hiện gia công. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu thực hiện cái hình thức hợp tác gia công thì đây là một cái hình thức liên minh hợp tác tương đối lỏng lẻo, chỉ dựa vào các hợp đồng. Tuy nhiên thì nó lại mang lại chúng ta rất nhiều lợi thế, là chúng ta ít phải đầu tư mà chúng ta vẫn có thể tận dụng được các lợi thế của mình để phát triển. Thì những cái mô hình này các bạn sẽ sử dụng cái mạng tài liệu mở để chúng ta đọc và nắm thêm về cái tình hình. Cái nhóm chiến lược thứ hai trong hướng ngoại đó là chiến lược về hợp nhất. Bản chất của hợp nhất đó là gì ạ? Nó khác với liên minh là khi hợp nhất thì các đối tác sẽ trở thành một tổng thể, một cái chỉnh thể và trở thành một cái doanh nghiệp duy nhất. Và khi trở thành một doanh nghiệp duy nhất có nghĩa là thống nhất về mặt chủ trương, về mặt chiến lược, về cái hình thức kinh doanh. Và hợp nhất thì có nhiều hình thức hợp nhất khác nhau. Chúng ta có thể chỉ ra hai nhóm. Nhóm thứ nhất là hợp nhất trong ngành và nhóm thứ hai là hợp nhất ngoài ngành. Hợp nhất trong ngành có nghĩa là sáp nhập những cái doanh nghiệp mà cùng một lĩnh vực sản xuất kinh doanh để chúng ta có quy mô lớn hơn và tăng được lợi thế kinh doanh. Còn cái nhóm thứ hai là nhóm hợp nhất ngoài ngành, có nghĩa là mua bán một cái lĩnh vực mới, một cái doanh nghiệp ở một cái lĩnh vực mới để chúng ta phát triển đa dạng hóa hoặc là phát triển hội nhập chiều dọc đấy. Với cái việc hợp nhất như vậy thì nó sẽ trở thành một cái chỉnh thể và nó sẽ tạo cho chúng ta được rất nhiều các lợi thế. Còn cái phân loại ra một cái hướng khác nữa thì chúng ta có thể nói là hợp nhất tự nguyện hoặc là hợp nhất bị cưỡng bức. Hợp nhất tự nguyện có nghĩa là gì? Là các doanh nghiệp sẽ bắt tay với nhau để tự thảo thuận sáp nhập lại với nhau. Cái loại thứ hai là sáp nhập bắt buộc, có nghĩa là bị thâu tóm. Thì đó chỉ là cái tính chất về cái mức độ hợp nhất thôi, cách thức để hợp nhất thôi. Còn chúng ta sẽ nghiên cứu trên phương diện là hợp nhất trong ngành và ngoài ngành. Vậy thì hợp nhất trong ngành là hợp nhất mà các ngành cùng với nhau đấy. Thí dụ như các trường đại học sáp nhập lại với nhau, hay là các ngân hàng sáp nhập lại với nhau, hay là hai xí nghiệp sản xuất sáp nhập lại với nhau. Hoạt động sáp nhập hợp nhất về cùng ngành như vậy nó sẽ làm cho chúng ta tăng được quy mô, giảm đi đối thủ cạnh tranh, sẽ tăng được danh tiếng và sẽ tận dụng được các cái lợi thế của nhau. Và như vậy thì sáp nhập cùng ngành thì người ta mong muốn tìm kiếm những cái lợi thế mà đối tác có và chúng ta không có. Trong thời gian vừa qua thì hợp nhất nhiều nhất trong cùng ngành đó là hợp nhất giữa các ngân hàng với nhau. Ví dụ như là HD Bank và ngân hàng Đại Tín chẳng hạn, hay là ngân hàng Habu Bank với lại ngân hàng SHB chẳng hạn, rồi PVcombank hợp nhất từ công ty tài chính của tổng công ty dầu khí và ngân hàng dầu khí. Thì vân vân, đó là các cái hợp nhất trong cùng ngành. Ngoài hợp nhất cùng ngành thì còn có một cái hợp nhất thứ hai là hợp nhất ngoài ngành. Hợp nhất ngoài ngành là để phát triển đa dạng hóa. Về mô hình này thì chúng ta có thể thấy như là tập đoàn Marksan chẳng hạn. Tập đoàn Marksan là tập đoàn về tiêu dùng phân phối và họ sản xuất chủ yếu là trong các lĩnh vực như là nước mắm, nước chấm, dầu ăn. Khi mà có xu hướng về đa dạng hóa thì họ tìm kiếm sáp nhập các cái doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường. Thí dụ như là từ một cái doanh nghiệp phân phối thì họ tham gia vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước giải khát, nước khoáng đấy. Thì khi muốn tham gia vào lĩnh vực nước khoáng thay vì bỏ tiền đầu tư thì họ mua lại nước khoáng Vĩnh Hảo. Muốn kinh doanh vào lĩnh vực cà phê thì họ mua lại Vina Cà Phê. Nhãn hiệu Vina Cà Phê là thuộc tập đoàn Marksan bây giờ đấy ạ.
Muốn kinh doanh về thịt thì họ mua lại nhãn hiệu Vinsan, tập đoàn Vinsan về sản xuất và chế biến thực phẩm nổi tiếng ở Việt Nam. Và muốn tham gia vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc thì Maxan đã mua lại các nhà máy của ProConcor, thương hiệu ProConcor và thương hiệu Cargill của Mỹ trong lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, vân vân. Như vậy là đối với cái việc mà phát triển ngoài ngành thì người ta mua lại các cái doanh nghiệp hoàn toàn khác ngành để phát triển đa dạng hóa. Và Maxan từ một cái tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng đã tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực như là chế biến thức ăn gia súc, chế biến thực phẩm, rồi sản xuất nước khoáng. Đấy là những cái lĩnh vực mà Maxan đã thực hiện trong cái quá trình đa dạng hóa thông qua cái vấn đề hợp nhất. Vậy thì chiến lược hợp nhất nó cũng mang lại cho doanh nghiệp, kể cả trong và ngoài ngành, cũng mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều cái lợi ích. Nếu ngoài ngành đó là tận dụng những cái ngành nghề mới, đúng không ạ, nó cũng giúp chúng ta giảm đối thủ cạnh tranh, bởi vì nếu chúng ta mà không sáp nhập thì chúng ta sẽ phải đối mặt với các doanh nghiệp đang tồn tại trên thị trường. Phát triển đa ngành thì nó cũng giúp cho chúng ta tận dụng được các lợi thế từ đối tác. Và như vậy thì chúng ta thấy là chiến lược liên minh hợp tác là một chiến lược mà nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thể vừa tận dụng được kết hợp cái lợi thế của chúng ta và lợi thế của đối tác. Bất kể một đối tác nào cũng đều có những cái lợi thế mà chúng ta không có, và dựa vào những cái lợi thế đó để chúng ta có thể gia tăng phát triển sản xuất kinh doanh. Vậy thì ưu nhược điểm của chiến lược đa dạng hóa là cái chiến lược hướng ngoại là gì? Chiến lược hướng ngoại nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được các lợi thế từ đối tác. Lợi thế đó có thể là tài chính, là kỹ thuật, là nhân lực, là vị trí địa lý, là thương hiệu, là cái giấy phép kinh doanh, vân vân. Và xu hướng là các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm những cái mà mình không có để tiến hành các cái hoạt động liên minh hợp tác. Cái lợi ích thứ hai là sẽ thống nhất được thị trường, giảm bớt được các đối thủ cạnh tranh khi chúng ta đã liên minh hoặc hợp tác hoặc là sáp nhập. Thứ ba là nó sẽ giúp cho chúng ta tận dụng được cái ưu thế để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển lợi kinh doanh một cách nhanh chóng. Và thứ tư là nó tận dụng được các cái cơ hội kinh doanh mới và vượt qua được các cái rào cản ở trên thị trường. Ví dụ như là về luật pháp, về kỹ thuật, về tài chính, về 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 nhân lực, vân vân. Thì đó là những ưu điểm của chiến lược hướng ngoại. Còn chiến lược hướng ngoại liệu có cái nhược điểm gì không? Đây là một số các nhược điểm của chiến lược hướng ngoại mà chúng ta lưu ý ạ. Thứ nhất là nó sẽ khi chiến lược hướng ngoại mà xảy ra thì chúng ta sẽ có xu hướng là giảm đi tính chủ động. Liên doanh hợp tác cho đến là hợp nhất thì chúng ta cũng sẽ đều bị những cái vấn đề liên quan đến khác biệt, nó làm cho chúng ta bị ảnh hưởng. Chúng ta phải làm việc với các đối tác. Thứ hai là sự phức tạp. Khi sáp nhập, khi liên doanh, khi làm việc với các đối tác thì luôn luôn sẽ có những vấn đề bất đồng về văn hóa, bất đồng về 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 chính sách, bất đồng về cách quan điểm, vân vân. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cái hoạt động các cái liên doanh hoặc là của các cái tổ chức hợp nhất gặp phải rất nhiều các cái rắc rối. Và thứ ba là đối với cái chiến lược mà liên minh hợp tác ấy, thì chúng ta khó có thể giữ được bí mật kinh doanh, và trong quá trình hợp tác có thể là đối tác sẽ nắm được các bí quyết kinh doanh và trở thành những cái sau này sẽ trở thành các cái đối thủ của chúng ta. Và thứ tư là các cái xung đột liên quan đến văn hóa, do khác biệt vùng miền, khác biệt về cách thức chỉ đạo hoặc là cái phong cách đã làm việc từ lâu. Cái điều này rất là nguy hiểm, bởi vì đôi khi những vấn đề về xung đột văn hóa nó có thể làm cho cái hợp nhất của chúng ta trở nên kém hiệu quả. Và cuối cùng là chúng ta phải chia sẻ lợi nhuận cho các đối tác. Bởi vậy cho nên là đối với chiến lược mà hướng ngoại thì một trong những vấn đề rất là tiên quyết để giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể thực hiện chiến lược này thành công là chúng ta phải đánh giá đối tác một cách chính xác về lợi thế, về ưu nhược điểm
về ưu nhược điểm, để từ đó chúng ta có thể đưa ra được các cái quyết định sao cho nó hiệu quả. Đấy là một số các nội dung của cái nhóm chiến lược thứ tư. Và sáng hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu bốn nhóm chiến lược này thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dừng buổi học hôm nay tại đây. Bài tập và những yêu cầu thầy sẽ chuyển cho lớp, cho các nhóm ở trong cái Zalo vào buổi chiều hôm nay, trước khi vào giờ học 3 giờ chiều. Có bạn nào muốn hỏi gì không ạ? Alo?